Từ khi còn là một chú chim nhỏ, con sư, con Red chưa bao giờ hòa nhập. Red, cậu khỏe không? Oh, sắp teo rồi bộ. Cậu Red à, có vẻ như vấn đề vẫn thường xuyên tái diễn. Con giận. Tôi có phải chú chim sôi nổi không? Phải, nhưng sao lại quan trọng gì chúng ta không giống nhau? Hãy vui lên nào. Bobby, cơn giận cũng có thể lây lan đó con. Cũng tại nó trước. Từ Columbia Pictures và Rovio Entertainment. Nhanh lên, có cái này lạ lắm. Xin chào, tôi là con heo. Heo là lợn à? Mau thể hiện đi. Khỏe không cưng? Cái đó có phải là cái đó không? Xin lỗi ông, cái đó rất dễ vợ, hiểu không? Bỏ xuống đi. Cậu đang làm khách của chúng ta, phi lòng. Còn ông thì không chịu hỏi những câu cơ bản. Thật là bối rối. Năm nay bộ không ai thấy chuyện đang xảy ra ở đây à? Cả thế giới đang gặp nguy hiểm và chỉ có chúng ta cản được chúng. Thôi quá. Ôi trời ơi. The Angry Birds. Nếu có ai đó biết bọn heo đang mưu đồ gì thì đó là anh bạn huyền thoại. Đây là hộ thông thái của anh bạn huyền thoại. Ra khỏi đó đi. Đừng có vung như vậy. Cũng đừng có nhả lại. Chứ mất vệ sinh quá trời. Một biến cố cực kỳ kinh khủng, ăn cho hết. Dự kiến khởi chiếu 13 tháng 5 2016 với định dạng 2D 3D lồng tiếng.